Cập nhật thị trường cổ phiếu cho ngày mai. Một lần nữa các bạn thấy mà thị trường rất là khỏe, rất là mạnh, và Thái Ngô đã chia sẻ với mọi người rồi. Đây các bạn, tin tào lao đúng không ạ? Đây là một cái tin tức rất là tào lao và mình có chia sẻ với mọi người trong group VIP ở câu chuyện ngày hôm nay. Và buổi sáng vào mình đã nói với mọi người rồi, ok, bình tĩnh, tiếp tục nắm giữ cổ phiếu. Và đặc biệt là gì ạ? Đây nè các bạn ạ, VN-Index sau khi giai đoạn mà nó tăng từ vùng chân sóng, chúng ta đã đánh rất là khỏe trong giai đoạn vừa qua. Và các bạn thấy không, cái hình ảnh này Thái Ngô đã chia sẻ với mọi người rất là kỹ nè. Và chúng ta đi từ trạng thái này đi lên, và dạ đúng y cái chiến lược, và dạ tiếp tục nắm giữ các bạn ạ. Và mình nói với mọi người một lần nữa, rất là quan trọng nè, cái chuyện mà nó rung lắc áp lực là bình thường phải có, nhưng mà quan trọng cổ phiếu chúng ta giá vốn tốt không, nắm giữ tới chết cho mình. Đúng không? Không có kiểu nói chuyện ba phải phải không ạ? Rất là vui. Và giờ cập nhật tiếp tục cái cơ hội mới cho mọi người, đúng không? Và ngày hôm nay các bạn thấy nè, các bạn nè, bắn tim gần 1.000 quả tim các bạn. Rất là vui luôn ha. Nút bắn tim của mọi người đây. Đúng rồi, cái trận này chúng ta đánh rất là fair play và đánh rất là chuẩn các bạn ạ. 1.000 quả tim của mọi người nè. Và có một cái người bạn nhờ, người em nhắn tin với mình giờ, em thấy gồng lãi mệt thiệt các bạn. Nhưng mà mình nói với mọi người nè, đúng không ạ? Mọi người bắn tim gần 384 quả tim và 1.000 quả tim chỗ này nha. Không mệt bằng Thái, cái cách mà Thái nói chuyện la khàn giọng, mọi người tiếp tục gồng nắm giữ cổ phiếu và dám nói cái giá mua cụ thể trong ngày hôm nay. Và trong video này ngày hôm nay mình cũng giờ chia sẻ với mọi người giờ, chúng ta ngày hôm nay giờ tiếp tục mở ra một số cái cổ phiếu cập nhật chi tiết điểm mua trong phiên ngày hôm nay ở giai đoạn rung lắc mà mình đã chia sẻ với gì với mọi người. Bởi vì ngày hôm nay giờ có một số anh chị mới vào group VIP vào ngày hôm nay, vào sáng ngày hôm nay và giống như là tối ngày hôm qua nha. Có rất là nhiều người vào thì mình nhắc lại mọi người một lần nữa, đây là cơ hội chứ không phải là rủi ro. Cơ hội mua mới các bạn nè. Khi thị trường rung đất nó sẽ tạo cơ hội cho những nhà đầu tư lên sâu khi mọi người chưa mua được vùng chân sóng. Và VN-Index hiện tại có 2 viên phân phối nhẹ, và đây là cái cơ hội chứ không phải là rủi ro. Và mình nhắc với mọi người, ở cái câu chuyện này là một cái tin tức rất là tào lao. Và mình nói nè, mình chia sẻ với mọi người ạ. Ra tin này thật sự các bạn ạ, cái tin này là liên quan đến chuyện mà thuế thôi. Và dưới góc nhìn logic và bằng cái dữ liệu á, thì mình nhắc một lần nữa với mọi người vào buổi trưa ngày hôm nay nè. Thái mới xem lại dữ liệu thị trường các bạn ạ. Vào sáng ngày hôm nay thì cái câu chuyện tin tức VN-Index các bạn ạ, VN Direct nha, tức là VND á, nó chỉ là một cái câu chuyện tâm lý mồi vào đó thôi. Chứ vậy? Chứ thật sự dầu khí nè, đầu tư công, cổ lẻ khác vẫn tăng rất là ok cả các bạn ạ. Cho nên bình thường. Và sau đó giờ mình nhắc với anh chị rất là nhiều cái cơ hội để mọi người mua mới. Ví dụ như một cái cổ phiếu nhóm thép chẳng hạn nha. Và nhiều cái cổ phiếu trong ngày hôm nay nè ha. Ok. Rồi, và mình nói là các bạn à, cập nhật chi tiết trong phiên để mọi người giờ tránh bán các bạn. Và mình đây, thật sự luôn. Cho nên giờ Thái là thần thầy, không có cái kiểu mà nói chuyện ba phải hoặc là lanh chanh lách chách các bạn. Ba hồi á là ngày hôm qua bảo đảm đúng không ạ? Rất là nhiều ông giờ hô sập này nha. Rồi thị trường giảm khốc liệt và sáng ngày hôm nay cũng tương tự như vậy. Đúng không? Nhưng mà mình thấy đầu tư như vậy rất là lanh chanh, mình nói thiệt. Và mình giờ cứ bình tĩnh, chứ không có kiểu là giờ ba hồi thì hô tăng, ba hồi thì hô sập, làm như vậy nhà đầu tư là xoay quần như một cái con rối luôn, đúng không ạ? Và đầu tư kiểu đó rất là nguy hiểm nha, cứ đúng phương án hành động là rinh các bạn nha. Ok, nói thật, cái sự đơn độc vừa qua chúng ta đã giờ đã làm khác biệt thị trường, và cứ như vậy các bạn, cân đo đong đếm làm đúng. Khi nào có giá mua tốt, vùng mua ok, điểm mua chuẩn thì chúng ta sẽ lên tàu, tuyệt đối không FOMO và tuyệt đối không sợ hãi, đúng không ạ? Chứ không là nếu mà sợ hãi làm sao giữ được những cổ phiếu siêu cổ như vậy các bạn. VGS nữa, tiếp tục giữ giá, tăng giá rất là tốt, đúng không ạ? Ông này chỉ bán 1/3 thôi, còn lại gồng 2/3 còn lại, với một cái lệnh chúng ta đã lãi được khoảng trên 40%. TCH cũng tương tự như vậy các bạn ạ, nó cứ tiếp tục tăng à. Rồi giờ MBS đây các bạn nè, mình nói tiếp tục ra phương án nắm giữ. Và đặc biệt giờ một số cổ phiếu nhóm chứng khoán ngày hôm nay mình thấy giờ cái form mua vẫn ổn luôn mà. Và mình chia sẻ với mọi người ngày hôm qua rồi, nhất là cái câu chuyện của nhóm giờ, nhóm ngân hàng các bạn ạ. Đó, ok rồi. Xin chào mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của Thái nha. Anh chị nào mới theo dõi video thì đừng quên là nhớ bấm cho Thái một nút like, thả tim video này nhá. Và ai chưa đăng ký thì đừng quên là bật cái nút đăng ký, bấm qua chuông bên cạnh để khi Thái Ngô làm video ra là mọi người sẽ theo dõi được đầu tiên. Và mình chia sẻ rất là kỹ mà. Đây các bạn ạ, phiên phân phối 2 là cơ hội và top cổ phiếu tiềm năng, lực mua đổ vào rất là nhanh các bạn ạ. Đó, và đúng theo nhiều cái trạng thái của mình chia sẻ trong ngày hôm nay thì các bạn thấy không ạ, nước ngoài quay trở lại trạng thái mua ròng. Đây các bạn ạ, ngày hôm nay nha, mình thấy nha, nước ngoài bán ròng, nhưng mà đỉnh điểm là nó bán ròng cao nhất là 500 tỏi. Nhưng cuối phiên các bạn thấy không ạ, cái đà bán ròng là nó kéo lên và nó mua ròng lại sau khi kết thúc, đúng không ạ? Đó, mua ròng rất là nhiều các bạn ạ. Và mình nghĩ là tự doanh ngày hôm nay nó sẽ là cái đơn vị bán mua ròng, còn cá nhân mình nghĩ là bên bán ròng ha. Biến động thị trường trong ngày hôm nay thì các bạn thấy là
có GAS, có Hòa Phát, BLX, Masan. Cái câu chuyện định hướng chiến lược làm cho tâm lý mọi người rất là khỏe. Vì vậy các bạn thấy không? Bắn tim bằng 1.000 quả tim. Thì buổi sáng ngày hôm nay mình đã làm cái công tác này rồi các bạn ạ. Hôm qua điều chỉnh chủ yếu ở banh thôi, ở trụ thôi. Nhưng mà nè, cái câu chuyện là giờ Hòa Phát là do người ta bán trước cái ngày không hưởng quyền. Nhưng mà mình thấy nha, mình thấy đó các bạn nè, Hòa Phát ngày hôm qua mình trong video mình đã lên phương án, mình chia sẻ cho mọi người rồi nè. Hòa Phát ngày hôm qua là cái phương án nó test ngay chỗ cái đỉnh này nè các bạn ạ, là khỏe re à. Thật sự ai mua trong ngày hôm qua mới là thành công đó các bạn ạ. Vừa lụm luôn ngay cái giá tốt, vừa lụm luôn cái phương án vượt đỉnh các bạn, vừa luôn có cái câu chuyện là giờ có cổ tức bằng cổ phiếu, quá ok các bạn. Nó chia cổ tức bằng cổ phiếu mà nó lại vượt đỉnh luôn nha. Rất là đẹp và volume rất là thuyết phục. Nước ngoài ngày hôm nay mua ròng các bạn ạ. Mua ròng 80 tỷ, quá đỉnh. Vỗ tay các bạn. Và mình nói nè, nhưng nếu nay Hòa Phát ok lại một phát là đâu đó sẽ đâu đó trở lại vị thế là banh thì nó cũng chỉ chỉnh lên quanh về nền giá là cái vùng mua tốt thôi. Cho nên mình nhắc như vậy giờ, tiếp tục là giờ ai chưa mua banh vẫn có thể là mua được. Đúng không? Thép ngày hôm nay mình vẫn nhắc nè, sóng thép rõ ràng nè, buổi sáng mình nói một lần nữa. Nhóm thép ổn rồi. Đúng không ạ? Giống như Thái có nhắn rồi, cứ bình tĩnh đi, kiểu Hòa Phát hôm qua người ta đổ ra bán, hôm nay người ta mua lại thôi. Lúc đó thì giờ TVN kéo các bạn là Nam Kim. Và một lần nữa ngày hôm nay mình nhắc với mọi người, Nam Kim, cái câu chuyện thị trường giờ nó có liên tục những cái cổ phiếu như vậy nên sao xấu được các bạn. Đây các bạn ạ, thị trường vẫn có các mã tím trần, đúng không ạ? Đó, và buổi chiều ngày hôm nay mình cập nhật cho các anh chị là những cái cổ phiếu mà nó rung lắc múc liền, đúng không? Đẹp quá. Đây, quá ok. Và ngày hôm nay các bạn thấy nè ha, có tổng cộng là 49 cổ phiếu ngày hôm nay bùng nổ tăng giá rất là khỏe. Các bạn coi thử những cổ phiếu nào nhá. Ok, rồi. Các chị đừng quên là nhớ bấm cho Thái một nút like, thả tim video này nha. Vì đây chính là những tâm sức nỗ lực của Thái. Và đặc biệt anh chị nào muốn vào trong group VIP để thật sự là nhận được những cái bản tin mà mình chia sẻ bằng rất là gan ruột của mình, để tránh tình trạng sau này nó lên 1.500 các bạn. Hoặc là nếu các bạn thấy phương án giao dịch của mình là một người không đu tím trần, hoặc là giờ mình nhìn ra trước trận đấu và giờ cứ bình tĩnh gom và không có làm như con làm nhà đầu tư như con rối là không có mà. Bữa nay hôi sập, ngày mai hôi tăng, ngày mai hôi xấu, ngày mốt hôi tăng tốt trở lại là rất là nguy hiểm nha. Ok. Rồi. Hôm nay mình thấy cái cơ hội này 2-3 bữa nay rung lắc, khi nó tăng hưng phấn là mình tuyệt đối phanh lại, không cho ông nào mới vào trong VIP mua mới. Và khi nào nó có điểm mua đẹp, hoảng loạn giá tốt, nhắc với anh chị liền, vì đó là cơ hội các bạn, chứ phải là về lại quan sát các bạn nha. Rồi. Ok. Các bạn thấy nè, như vậy, như Hòa Phát ngày hôm nay kéo xanh nè các bạn nè, GES tăng điểm nha, đó, tăng gần 4.7%, HAG, BSR vẫn tiếp tục tăng, đúng không, kinh thiệt ha. Nhưng mà cuối phiên nó bị bán trở lại, BC1 tăng nè các bạn nè. Và buổi sáng mình thấy câu chuyện ông BC1 là mình thấy là rồi, bình tĩnh. Ông Hà Đô Góp tiếp tục tăng, ORS tăng, HUT tăng các bạn nè. Hôm qua, hôm kia các bạn nhớ mà, HUT là cổ phiếu mình nói nha, rất khả năng cao nó vẫn có một cái trạng thái đánh kéo lên. Và y như rằng ngày hôm qua cuối phiên là hút kéo, thì sáng ngày hôm nay là giờ có câu chuyện của nhóm đầu tư công. Đầu tư công sáng vô con kéo ạ, C4G nó kéo theo nè các bạn ạ, 6-7% nha. Đó, quan trọng là các bạn phải có tầm nhìn chiến lược các bạn, CTD các bạn nè. Đó, rồi VCG các bạn nè. Rồi giờ đó, đó là những cái cổ phiếu là G36 hình như là ông nhóm đầu tư công đúng không? Nói chung là vậy ha. Rồi, tiếp theo là giờ Đạm Phú Mỹ, BLX, dầu khí, làm sao xấu được thị trường mà nó tăng như vậy? Nó không phải giống như một câu chuyện mỗi lần. Cho nên giờ trong group VIP mình cập nhật được rất là kỹ để những nhà đầu tư tránh tình trạng và đổ tháo ra bán rồi cuối cùng giờ không có hàng các bạn. Mà ngược lại gồng nắm siêu cổ phiếu mạnh cho mình. Và đặc biệt là giờ có điểm mua mới, mình nhắc với một số anh chị vào trong group VIP rất là nhiều trong những phiên gần đây nha. Và giống như trong chiều ngày hôm nay nè ha, một số anh chị vào đó. Rất là đẹp các bạn, thị trường nó lan tỏa tăng giá quá trời như thế này. Đừng nhìn vào ba cái thiên tàu lao như thế này mà nhìn vào bên trong lòng thị trường cho mình, đúng không ạ? Đó, GAS ngày hôm nay cũng tăng điểm các bạn nè. Đó, ABA, EVG, VEA, ELC tiếp tục tăng, VDS giống chứng khoán tăng, C4G tăng, rồi bảo hiểm tăng, BVH tăng các bạn, CDA tiếp tục tăng vượt đỉnh, NT2 tăng, đó, RI tăng các bạn nè, DCG tăng, TVN nhóm thép tăng 8%, DTD tiếp tục lại tăng, BLC tăng các bạn, quá nhiều, Phú Tài, vân vân và may. Như vậy các bạn thấy không ạ, 49 cổ phiếu ngày hôm nay tăng giá bùng nổ nè. Và thị trường ngày hôm nay như thế nào ạ? Đây là một cái phiên mà chúng ta thấy dòng tiền gần như là số mã tăng áp đảo hoàn toàn,
Thị trường ngày hôm nay, VN-Index đóng cửa tại 1.281 điểm, tăng 1.11%, gần như phủ định hoàn toàn cây nến vào ngày hôm qua. Và các bạn có thấy không ạ? Thái Ngô đã chia sẻ với mọi người rồi. Là gì ạ? Là phiên phân phối số 2 sẽ là cái cơ hội để giờ rất là dễ trạng thái vượt đỉnh, và mình vẽ y chang như vậy luôn các bạn ạ. Vỗ tay. Thật sự trận đánh này chúng ta đánh quá vui các bạn. Và thật sự rất là chúc mừng tất cả anh chị em trong lớp VIP nha. Và ngay cả như những anh chị mà nghe lời Thái chia sẻ hàng ngày cụ thể nè, không có kiểu mà về đây mà hô sập, mình còn nhắc rất là kỹ là đừng nghe tụi hô sập 4 tuần trước các bạn. Nếu những nhà đầu tư mà trong lớp VIP của mình đã múc từ những vùng chân sóng nha, đó, Nam Long gấp mọi người cũng múc ngay từ những vùng chân sóng tới này thì làm sao chết các bạn ạ. Ok. Rồi các vị đừng quên nhớ bấm cho thêm một nút like, thả tim video này nha. Đó. Rồi dạ. VGS nè, toàn là những siêu hàng siêu phẩm nha. Mua từ những vùng giá 24 mấy, tăng mấy chục phần trăm các bạn. Rồi dạ, MBS nè, CTS nè. Ngày hôm qua mình còn nói với các anh chị một lần nữa là dạ, đây, nhóm ngân hàng, mấy ông đừng có sợ. Nhóm ngân hàng, đây STB mà mình đã phủ định hoàn toàn cái nến vào ngày hôm qua, một cụm nến đúng không ạ? Cha nội này tạo điểm mua vào cái phiên gần nhất là phiên ngày mấy mà nó rõ rồi, phiên ngày 16 tháng 5, cho nên đừng có gì sợ các bạn. Nó sẽ từ kéo lên lại và rất là dễ, nó sẽ thoát luôn khỏi vùng giá khoảng 28, tức là sẽ đánh thoát khỏi cái block này các bạn nha, và nó sẽ vượt lại những vùng trên này. Và trong nhóm này các bạn thấy không, hôm qua mình chia sẻ trong video rồi, MBB nó chia cổ tức thôi ha, nhưng mà cái hành động của nó là gì, nó test trở lại DMA 10 ngày các bạn. Rồi VIB các bạn nè, rất là đẹp. Thật ra nó về lại đây là về nhận lại những cái vùng mua, đâu phải là vùng bán đâu các bạn. Rồi giờ Eximbank các bạn nè, đó, rất là đẹp luôn. Và những cổ phiếu này á, mình thấy dòng tiền vào cái trend đánh, và mình nhắc cho anh chị trong lớp VIP, những ai chưa mua mua được, quá đẹp luôn. Đây là điểm mua chuẩn chứ gì nữa. Đó. Rồi CTG có xấu đâu, nó kéo ầm ầm trở lại các bạn thôi. Đây, kéo lại và ngay cái đường trend line này ha. Ok, và mình thấy vẫn khỏe. Thị trường như vậy là tốt. BIDV nè, ok không ạ? Trong cái nhóm banh ngày hôm nay thì có câu chuyện của ACB, vẫn ổn các bạn nha. ACB là cổ phiếu ngày hôm nay có dòng tiền vào và rất là dễ muốn vượt đỉnh. Như vậy những cổ phiếu này mà nó vượt đỉnh, hoặc là những cái cổ phiếu như là CTG, MBB, VIB, Eximbank các bạn, nó kéo lên vân vân nha, STB nha, thì làm sao thị trường xấu được. Đó là cái câu chuyện các bạn phải nhìn nhận đầu tiên. Rồi, một điểm. Quá đẹp các bạn. Và mình nhắc đó là cơ hội mua chứ không phải là cơ hội bán. MBS các bạn nè, tiếp tục vượt đỉnh luôn rồi, cứ từ thành tàn này tiếp tục gồng cho tới chết luôn các bạn. Và mình đánh giá nha, cái vùng giá 3 gì ạ, nó sẽ tăng một cái nhịp nữa, mình định vị ông này ít nhất bèo bèo về lại 37-38 các bạn nha. Bởi vì nó giờ nó vượt đỉnh hết trơn rồi. Và khi nó vượt đỉnh thì nó phải đi từ 20-25% các bạn ạ. Rồi ha. Rồi sau đó câu chuyện của CTS nè các bạn thấy không ạ, có xấu gì đâu. Test chỉnh lại đúng với cái đường EMA 10 và nó giờ hôm qua các bạn. Và bây giờ gần như vùng giá 42 là vùng giá thấp nhất rồi đó. Cuối đoạn này, bởi vì cái nền giá này các bạn ạ, nó test trở lại vùng đỉnh xíu rồi nó bật tăng nha. Cho nên những anh chị mà có mua mới, thật sự chỉ mua trên này thì mua giờ khoảng 20-40% tỷ trọng cho cổ phiếu mà các bạn mua sâu thôi. Còn Thái Ngô thật sự là giờ nhắc anh chị mua đúng đẹp ở ngay những ngày này các bạn ạ. Vùng giá 36 giờ gồng tới bến luôn. Rồi, BVS làm sâu xấu mà. Đó, liên tục vượt đỉnh luôn. Thì những cái cổ phiếu như giờ SHS nè, mình nhắc với anh chị vẫn còn cơ hội mua test trở lại cái block này nha. Chỉ có riêng cha nội VND đây là mình không nhắc trong giai đoạn vừa qua vì nó quá xấu rồi giờ. Nói chung là về cơ hội nhiều cho nên mình không nhắc ha. Rồi, SSA các bạn thấy không ạ? Cơ hội. Hôm qua mình còn nói gì ạ? Quanh quanh những cái vùng 36 như thế này thì nó lại là cơ hội cho những nhà đầu tư chưa mua được đúng không ạ? Hoặc là giờ VCA các bạn nè, ngày hôm nay test y trở lại cái đường đâu đó là vùng giá khoảng 48 đến 48.5, thì cái cổ phiếu này mình cũng nhắc với anh chị trong group VIP rồi, đúng không ạ? Cái cơ hội và đây các bạn, cái trend line của nó nè, đúng không? Ok. Có tiếp tục nắm giữ ha. Ok, SHS ổn nè. Rồi đâu gì đâu xấu à. FTS vẫn đang xây cái nền, vẫn đang giữ vùng giá khả năng vượt đỉnh các bạn nè. BSA, rồi VDS các bạn nè, quá trời khỏe luôn, kinh khủng khiếp thiệt á. Những thằng này nè ha. Màu này chắc chắn là vượt đỉnh rồi, và HCM mình còn nhắc với anh chị trong group VIP nè. Đó. Người ta đang mua hôm qua, người ta đu ầm ầm ở ngoài kia để vượt đỉnh thì không làm sao mà nhóm này khó được các bạn. Cho nên là các bạn thấy rõ ràng hay không ạ? Ok, và anh chị nhớ nha, trong group VIP thì mình sẽ cập nhật những cái cơ hội chi tiết điểm mua như thế này, và
khi nào nó không có điểm mua là mình sẽ không nhắn gì cả và không mua, cập nhật cho anh chị để mọi người giờ tiếp tục gồng nắm nắm giữ để các bạn giờ có được những cái mức lợi nhuận rất là cao trong cái giai đoạn đầu tư này nhá. Ok, và mình sẽ đồng hành với mọi người 6 tháng là 4 triệu hoặc 1 năm là 7 triệu để mọi người giờ nhắn tin Zalo số điện thoại thế để mình dưới màn hình nha. Tránh vào giai đoạn sau này một ngày lên ngàn năm ngàn sáu ngàn bảy là nhào vô là khó. Ok, mà bây giờ còn rất là nhiều cơ hội đúng không? Như thấy ngồi phân tích hàng ngày các bạn ạ, bình thường bất động sản ngay cả bản thân mình thấy đích vẫn bình thường, vẫn rất là khỏe. Đây vẫn là những cái vùng mà giờ tiếp tục nắm giữ gom hàng, và giá ngày hôm nay nó chỉ test trở lại đúng y là 28.7 bạn, rồi rút chân BDR các bạn đó, mà quyền mua 10.000 tiếp tục ổn. Có giờ hành động của cái pha kéo giá vào ngày hôm qua các bạn, lực dòng tiền vào nha. Ok, cổ phiếu này trên khung tuần nó cũng xuất hiện cái điểm mua các bạn ạ, cho nên mình đánh giá giờ vẫn ổn, anh chị có tiếp tục nắm giữ cho mình đúng không? Rồi về đất xanh các bạn nè, vẫn ok. Đây thật sự đó là những cái điểm sau này nó lên túc túc trên giá trên cao này các bạn mới thấy nó cơ hội, nhưng mà bây giờ đâu có ai thấy đâu bạn. Nhưng mà sau này lên túc trên vùng đỉnh đó, à nào là đẹp nào nấy, cho nên mình gì à? Nhắc với anh chị nè, C vẫn còn điểm mua nhất với mọi người trong ngày hôm nay luôn, quá đẹp. Đó là những bất động sản mua để sau đó giờ sau này nó tăng khoảng 15-20% rồi mới nhào vô vỗ tay là chết. Nếu mà các bạn không mua như vậy thì làm sao có ông tê sắt mình cho anh chị mua dưới này cho dưới này. Bây giờ lên trên này khang đẹp quá bình thường các bạn. Đầu tư như vậy là quá bình thường và đu đỉnh. Và đu đỉnh như vậy là chỉ cần thị trường nó rung lắc như ngày hôm nay cái nha, là mấy ông nói này lại phải cắt. Cái miệng mình nói linh như cái miếu luôn, mình nói thật sự các bạn ạ. Vì đây chính là những cái lời tâm huyết của mình, vì mình là cái thằng đã từng mất nhà trong thị trường này rồi các bạn ạ. Và đầu tư đừng có kiểu mà lanh chanh lách chách các bạn. Hôm nay thì hô sập, ngày mai thì hô tăng là chết. Có các ông gì hô sập với hô tăng khủng khiếp liên tục các bạn. Đúng không? Đó, cơ hội các bạn cứ mua nha. Đúng yên. Như bất động sản Nam Long gấp đây, mấy ông hô lên trên nó chết, cuối cùng bây giờ về đỉnh cha luôn rồi. Đây giờ siêu phẩm đấy các bạn nè, nói có sách mắt có chứng đúng không ạ. Những anh chị mua từ vùng giá khoảng 37 các bạn nè, nhiều 20%, quá đẹp đúng không ạ. Chỉ có Vinhome là hơi tào lao thôi, không mua ha. Thép mình nhắc tiếp tục anh chị à, y chang vỗ tay. Cái form đang tạo ra cái màu này rất là dễ vượt luôn cái vùng hộp này là xong phim. Và Hòa Phát đã vượt đỉnh rồi. Hòa Phát nhắc với anh chị rồi đúng không ạ? Mua từ những vùng giá dưới này giờ khỏe re cầm đúng không? 20-30% đó các bạn ạ. Hoa Sen này các bạn ạ. Và nó liên tục phát sinh ra những điểm mua. Và Nam Kim là cái cổ phiếu thép mình nhắc với anh chị một lần nữa nha. Quá đẹp đúng không ạ? TLH rồi giờ. Như ngày hôm nay có TVN các bạn ạ. Tăng kinh khủng khiếp không? 8%. Dầu khí trong giai đoạn vừa qua thì mình không có đánh, nhưng mà rõ ràng là giờ cái form dạng thì mình chia sẻ với mọi người rồi đúng không ạ? Trong đợt trước nè, ngay những vùng này mình nhắc với mọi người một lần nữa, quanh vùng giá khoảng 38x các bạn, 39 các bạn mua đúng không ạ? Quá khỏe luôn. Giai đoạn đó rồi hồi nào là hô sập hô bán mà thật sự mua quá đẹp ha. BVD từ từ nó cũng sẽ build up về lại thôi ha, nhưng mà nó sẽ hơi lâu một tí. BVT ngày hôm nay nó cũng test, nói chung BVT này nè đúng không, nó còn cái gap quanh quanh vùng giá đâu đó là 28, nếu trường hợp trong những pha sau mà nó test chỉnh cái rồi các bạn mua đúng không? Bán lẻ Masan đây. Masan trong những phiên vừa qua tôi chia sẻ các ông vỗ tay. Quanh những vùng giá này là vùng gom. Và mình có ông bạn bây giờ hôm qua các bạn. Về đây mấy ông lại lo bán, bây giờ mấy ông lại lo đua lại là xong phim. Đúng không? Nhìn thấy dòng tiền vô đây nè, những cái pha rung đất tết chỉnh như vậy là cơ hội, chứ phải là đứng ngoài quan sát rồi bắt đầu nó tăng lên cái nói lý thuyết suông các bạn rất là hay. Cái gì đừng quên là nhớ nha, bấm cho Thái một nút like, thả tim video này và nói rồi. Thái là không có kiểu lấy lòng bất kỳ cha nội nào cả, cho nên mình nói thô thật như vậy cho nó rất là nhanh các bạn ạ. Màu mè trong thị trường này gì để giết lẫn nhau gì đúng không ạ? Thật sự luôn, thô thật như vậy đó các bạn, để nó chạm vào trái tim của con người các bạn ạ. Dùng hành động thay lời nói đúng không? Giống như mọi người bây giờ đang theo dõi sư thầy Thích Minh Tuệ các bạn đó, đúng không ạ? Người ta hành pháp, cái hành pháp đó rất là quan trọng các bạn nha, đúng không? Ok rồi. Bất động sản khu công nghiệp các bạn thấy nè, GVR cũng được ha, HSC, nhưng mà những cổ phiếu này mình sẽ không khuyến cáo mọi người mua. Có mua các bạn thấy không, DTD quá khỏe đi, nhưng mà vùng giá mua đẹp là bây giờ qua rồi. Những cái phiên sau nếu trường hợp có những pha mà rung lắc lại vùng đỉnh á, chờ đi các bạn ạ. Sau này từ từ nó tăng, không biết thời gian sau nó cũng sẽ có những cái pha giờ rung lắc tách chỉnh, chứ không phải bây giờ lên trên này siêu phẩm mốc anh chị ơi, chết, giết người là chỗ đó đó. Còn Thái nè, nói với mọi người dạ, rồng rã chỗ này, mấy ông ơi, có mua mấy ông múc ngay đường MA 200 này giùm tôi. Quanh vùng giá 26, 26X các bạn, bây giờ đi được khoảng hai mấy phần trăm, 30% rồi. Đúng không?
hoặc là KBC các bạn ơi, chê đóng chê đeo rồi xong. Cái nền giá người ta trả tạo tạo chỗ này làm sao chết các bạn. Vùng giá khoảng 20 đây nè, cái nền giá này và thậm chí trong cái biên 29 30 mình nhắc hoài rồi. Thậm chí là 30.3 30.8 nhắc hoài luôn. Bây giờ nó kéo từ từ nó vượt lại vùng giá khoảng 33 35 nó bắt đầu khen đẹp xong phim. Thị trường nó sẽ là như vậy các bạn. Đúng không ạ? Ok. Thì trong nhóm này thì mình thấy những cổ phiếu mình vừa chia sẻ như vậy nha. ACC rồi trong giai đoạn vừa qua mình còn nhắc với mọi người rồi ha. Quanh vùng giá này 13.8 14.2 chỗ này các bạn ơi, quá đẹp luôn. Bây giờ những ông mua sau thì ok canh canh những đoạn này, nhưng mà nó hơi khó xíu thôi. Nhưng mà nó thật sự vẫn là những cái vùng giá để mọi người mua thôi, nắm giữ đúng không ạ? Giá thật sự trong lúc VIP thì mình chia sẻ nó sẽ kịp hơn để mọi người có được cái giá tốt, tránh tình trạng rung lắc nha. Nhưng mà sau này thị trường mà tăng lên thì những cổ phiếu này sẽ không tăng tiếp tục. Đầu tư công y chang luôn nè. CI mua chứ gì nữa không mua các bạn. Hút trong những phiên trước múc. Cái nền giá còn khơi khơi ở đây các bạn, các bạn không mua thì sao chết, đúng không ạ? Đó, hình như ngày hôm nay bên bất động sản nguyên có VGC cũng tăng giá các bạn. Đó. Ha. Rồi đầu tư công LCG nhắc hoài luôn, vùng giá này mà không mua thì xong phim. Vài hôm sau nó kéo ha. BCG, HBC, nói chung là hút đẹp này, C4G, Đạt Phương ha. Những cổ phiếu này Đạt Phương thì không còn đi mua nè, HHV rồi VCG các bạn ạ. Đây nè các bạn ạ, đây. VCG mua đi. Vài phiên sau từ từ, nhưng mà rõ ràng ông này ông chậm là do cái câu chuyện là dòng tiền nó chưa tới thôi, hoặc là media báo chí truyền thông bẩn, truyền thông đẹp gì đó mình không biết, mình nói thô và thật nha. Rồi, vài 1 2 tháng sau ồ nào là gì ta? Đầu tư công của cả nước rồi, rồi bắt đầu triển khai dự án rồi này, dự án cao tốc rồi, dự án ABCZ vẽ ra đủ bánh vẽ các bạn ạ. Chứng khoán tăng cũng có đủ cái kiểu chứng khoán tăng rồi, thép cũng có câu chuyện của sóng thép. Nói chung là các bạn phải có tư duy như vậy, như vậy mới thành công nổi các bạn ạ. Lên trên này tuốt khen siêu phẩm, lên tuốt trên này nè, ở dưới này đâu ai thấy đâu bạn, chó chê mèo mửa ha, chê. Nhưng mà sau này nó tăng các bạn ạ, hốt các bạn thấy không, hốt chê này, nó đập một cây từ từ sau này nó kéo tăng lên mạnh, nó bắt đầu mới thấy cái cảnh mình nói y cái mà luôn các bạn. ASM vẫn còn những cái vùng gom được nha, đẹp đúng không? Dệt may bỏ, đừng có đánh cái kiểu này ha. Chờ nếu trường hợp trong những pha sau những cổ phiếu mạnh như thế này mà nó test chỉnh trở lại ở quanh ha, thì mình mới thấy là những cái cơ hội các bạn mua. Bây giờ đừng có vội vì nó vượt qua điểm mua rồi. Mấy ông mà giờ nó vượt qua điểm mua, mấy ông cứ cố gắng mua theo á, lỡ trường hợp thị trường nó chỉnh cái nha, là những ông đó là chết đầu tiên. Cho nên là mình không bao giờ giao dịch theo kiểu đó. VGT, TCM khỏe các bạn, đúng không? Đạm Cà Mau, những cổ phiếu này đều vượt đỉnh hết trơn, quá rê, không có gì xấu các bạn. Ha, Đạm Phú Mỹ, DCC, nói chung là thấy thị trường đều trong những cái pha tích cực cả ha. GMDF cũng tăng các bạn nè, BVT, HAH, đây các bạn, đu những cây này mà những cái pha, nhưng mà cổ phiếu này nó bị bán phôn hơi to quá, nên hơi chờ. Nhưng mà nếu mà trường hợp nó có những cái pha mà tết chỉnh trở lại đường EMA 50 là cơ hội cũng gần gần các bạn, mua khi cơ hội hỗ trợ thôi. Nhưng mà mình thấy toàn là thị trường giờ mua đuổi không à, nghe ta khen các bạn vội vã đúng không. KSB vẫn còn những cái vùng mua các bạn ạ. Rồi nói chung là video của Thái Ngô đến đây là kết thúc nha. Những anh chị nào có câu hỏi gì để lại phần bình luận bên dưới, và mình chia sẻ với mọi người rất là kỹ hàng ngày rồi, quá rõ luôn ạ. Bởi vì các bạn thông cảm là video ngày hôm nay thì mình bị khan giọng một tí xíu, cho nên là không chia sẻ được hết mức ha. Rồi, bây giờ các bạn thấy nè, ngó lại sơ những cái cổ phiếu trong ngày hôm nay tăng nè các bạn ạ. 49 cổ phiếu tăng kinh không, ghét tăng luôn. Nếu các bạn mà không chuẩn bị là các bạn sẽ không bao giờ mua được vì nó đi rất là lẹ đúng không ạ? HAG đây, nó test đúng y trở lại những vùng giá 13.8, 14 các bạn nè. Nếu các bạn mua các bạn phải đánh như vậy chứ không phải là về trên này chưa gì không có hàng nhào vô mua, nó bắn xong rồi test chỉnh trở lại là mấy ông này bán nè, mình bảo đảm luôn ha, mình khuyên rất là kỹ rồi. BSR, BC1 ngày hôm nay cũng tăng tốt nha, dòng tiền vào khỏe nè. Cái kiểu này thì rất là dễ giờ, nó đã phá trend rồi các bạn nè. Ha. Phá trend rồi, ngày hôm nay nếu mà trường hợp mọi người mua được gần quanh vùng giá khoảng 28 mít á. Đúng không? 28.5, 29 á thì họa may là đẹp nè ha. Ok, hành động này ông này sẽ còn một cái nhịp gì phá đỉnh luôn 31 nha, có cái tiếp tục cầm. BLX tăng quá đẹp luôn các bạn nè, đúng không? Đâu phải giờ nó tăng rồi mới vô nói đâu bạn, chúng ta phải nhìn cái câu chuyện. Quảng Ngãi cũng tăng vượt đỉnh là làm sao thị trường xấu được ha. Oil, gas. Gas một số anh chị hỏi mình là vùng mua dưới này các bạn nè. Đó. Đúng rồi, vào khi nó vượt vùng giá khoảng 77.5 là mua thêm là xong. Đẹp quá ạ. EVG các bạn anh chị thấy không? Hôm trước nè, cái điểm mua chuẩn đúng y rồi. Ha.
Hôm trước BC1 cũng một cái điểm mua chuẩn các bạn nào mình có chia sẻ là giờ nó phá vỡ cái cản chéo rồi nè, đó. Quanh quanh những vùng này và mình thấy rồi, lúc mà 28x các bạn ạ. Y chang luôn. Đây là một đường cản chéo nè các bạn thấy không ạ? Đúng y ngay chỗ vùng này nè. Đó, cho nên là mình phân tích để mọi người thấy thêm được cái câu chuyện là LC tăng nè, VDSC 4G, BVH, nói chung là thị trường quá kinh, quá khỏe, quá tốt ha. Chúc mừng tất cả mọi người nha. MSR các bạn nè. RE cũng tăng vượt đỉnh rồi, còn gì chịu nổi nữa bạn. Dòng tiền bây giờ rất là kinh, rất là khỏe luôn. Mấy ông mà không mua là dưới tàu là xong phim các bạn ạ. Hoặc là nghe người ta hô dọa nạt các kiểu nha. Rồi, ok. BVS này, tăng vượt đỉnh TLH, TV2, TNH nè các bạn nè. Phú Tài cũng vượt đỉnh luôn. Đó, những cái dữ liệu này khi các bạn kiểm lọc là các bạn mới thấy được là cái sức mạnh của nó các bạn. Get cũng tăng các bạn nè. Rồi. Các bạn chị nhớ nha, đừng quên là bấm cho Thắng một nút like, thả tim video này và ai xin đăng ký thì bật cái nút đăng ký nha. Và đặc biệt muốn vào group VIP thì chủ động nhắn tin Zalo, số điện thoại thì để bên dưới màn hình nha. Đó, đó là những cổ phiếu các bạn có thể là vẫn còn vùng mua được nha. Bye bye.